mô tả trên hâm hoang vòng cẩm đàn xếp vai với ác cò điều này với giật thầy nhà cụ nhâm pu tố mằng này biết liều với nhầm con chấm út khang bó tráng chống bị căn có khang hiáng lụ triệp bết triệp chấm út khang mài bom tuổi run bếu nóc đàn để tổng bách hang giật tiều khiêu lệnh liều với chấu bùn úc quẩn chốt trận tái cứu trận nông nhau chế mạng bó tố mài khỉ con tháo phong cầm tổng xếp mách con tháo hang làn biển phạm thị thanh bình này biết nhà giáo ưu tú làn biển giảng viên nhạc viện hà nội giật nhầm có làn dâu biển tổng xếp bó phong cầm tề chết dâm việt nam công tháo khác đàn xếp đàn giáo phái bách hiệu phong cầm mà chỗ miền hữu tháo giờ thầy nhà cụ nồng pu khí chớ bến ánh bui để chiên bếp khủng muống sự có mặt của chiếc đàn gió và người nghệ sĩ chơi đàn đang đàn giáo kiếm miền nghệ sĩ bó đàn này bếp tiểu chiên chấm tháo buồn hái làn đà diêm quý thế kỷ nghỉ triệp để hiểu rõ hơn về chiếc đàn liệu khiếu tốt đỏ thêm về năm đàn chéo nay học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam tại bếp đàn chất nằm tóng bùa lò tháo nằm tóng mài biển dung chuết kiếu khô pháo kiếu năm đàn can u hồi phái đặc biệt đó là nhất bệ sĩ ánh chỉ là nhâu miền nhạc công Hà Thành Phạm Thị Thanh Bình từ nhỏ Can Úc Hội phái Thanh Bình đà hộ trường khít có thành nhạc cụ hang piano cứu phong cầm. Non piano này với non đàn bách dòng là tái cứu nhiều biển nghệ sĩ ô hít cố dễ ánh búng xin trường cứu đàn dương bút tóng tiền. Nhưng với bà Thanh Bình trò tá cứu cố Thanh Bình năm đàn chéo nay để ánh cầu với mạch lống cứu cố tiểu câu sẽ chiên ói lống ốc khít năm phắng đàn chéo nay tốt mạng bách trận thành cố liều bách trắng ruốn tiểu câu mình nề như chiêu trung chúa trầm về biếc biển để hiểu với biếc biển nghệ thuật tay cứu ma này tổng bích giáo đàn này biết tế tiểu khôi bài cúc họ tổng giáo nhạc tại giết dâm úc hà nội căn úc hội phái về ma giáo piano tay biết giáo accordion úc khí chia tốn bài pia chợp kháng bài chia cành tổng bích ói accordion hát này chia nít tay mai buôn dịch giật non đàn hát này chia tổng bích gỗ mê canh buôn tháo ú kháng chất trình chúc bếp lụt chợ phấy, chất trình chúc bếp lụt chợ hừng, bếp mại kháng bót trắng, tông chế mệnh, bẻ tống. Hát châm này kháng, có đoàn tổng cục chính trị ban chuốt, bến mại chợ nhóm liệu bất bình biểu chiến, chợ bút Quảng Ninh, tàu bếp xíu miền, hát này bộ chia tổng bay hiếu bó hát này xôn vệ, văn cầu quân đội, khu hát này chia tùng mình căn. Không chỉ là nữ sinh tốt nghiệp khóa đầu tiên, Mai Chay bên biển tốt nghiệp tại rất úc khóa trong đại học nhạc viện Hà Nội kháng chương trình chúc bái chết điểm chú Phạm Thị Thanh Bình với nhà giáo ưu tú giảng viên nhạc viện Hà Nội. Nghệ sĩ Thanh Bình dung thuyết trường béo miền kỳ thuật năm phong cầm tổng bất chấu buồn ói mài hang này cái này tổng bất kháng cúc âm điệu trong năm đàn xếp ni tông bất buồn mài chéo việc có tiểu dung bến chàng trai điệu hát nề khôi trong thời kỷ kháng chiến dương bút càng bót trắng bom tồi dùn biếu năm đàn để bếp hang kiều lệnh chấu bun quan quân thuyết trận nằm căn bình tiểu bó hình hát bom bun chiêm trị đồng khí liệu bách át bom biếu trường cứu thanh bình mách khúng bác con tháo ca sĩ nghệ sĩ nhân dân mạnh hà tốt mạng với trượt chiêm tiếng biển chấu bun khí bùi chấm biển khiếu tháo chiêm bút tống thập kỷ chết triệp đặc biệt
Nhất bây giờ có dồn về diễn văn nghệ, buôn bộ đội, bếp gì, tháo, tiểu, chấm tháo, dương đàn, chéo ai. Biểu diễn cho bộ đội, đồng bào. Thì chúng ta mới biết được tầm quan trọng của chiếc đàn gió này. Một cây đàn được coi là chủ lực. Dân năm đàn, nên bằng bách tỏ con, dưới bức hàng bó trắng chống bị, căn úc khói kháng, lụ triệp, bếp triệp. Mặc dù là cần dần bất khác bình biểu diễn này biết tới lệ trình chính quy hát này nên tông bếp mài khác có buồn dàn nhạc mài kèn mài violon mài guitar tàu bếp khác dần dồn mình xung kích trầm ô tống bó trắng vì có năm tống để bộ bó mài hết hát này tông dây mái cao tỏ căn chám miền tú hát này accordion đài bếp dây nhâm con này hát này chưa dòng bếp lún ngàm nghỉ chèo kháng biển chiếc đạp chi căn nái biểu khu bia chiếc thiếu di tỏi liều với tàu mình mai chạm dùn tùng bất buồn hát bom bó khác này tùng chi mái kêu tò này năm đàn liều bất thông gông bất hăng dệt khâu này năm đàn liều hát hái liều đàn trên mái vải vậy năm đàn vải liều bất anh chấm khỏi ruốn. Hôm nay họ là những con người nị khôi nấy để bua chuồng cứu khí công dung đảm bài có tiểu dung bình lào hăng nghệ sĩ nhân dân mạnh hà tái cứu hát tiểu dung cốt đông bé trường sơn đông trường sơn tây trường sơn đông trường sơn tây. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất tàu bay tí tiểu mài trắng nhất này bếp hát của tiểu dung bia mua biển trơm trần hôm tri tăng trơm úc nghị sĩ nhân dân quang thọ bến tràng cho tiểu dung mình căn bộ đội chiến sĩ này bếp trần tiểu khò khẩy trăm khúc phố miền. Năng có của tiểu trung quốc bia bu biển chuồng chơm trần hôm tri tăng đại bếp bài cáo bia làn biển nghệ sĩ tổng bếp bia làn biển thổ kiếu tỏi chứ tổng bếp chân trún chơm hát này có bệnh đại tiểu dung này cứu tổng bếp mài đi tiêu điểm đàn cứu bếp mài đàn ác cô triông chơm út thành bình hát này đại tiểu dung này bến chàng dịch tiểu dung này trên bếp mài cáo mài chắc tí tiểu người chiếc ánh tới mài mình cô can đại tế chỉ kháng khắc này như tông bếp tứ trồn trong út lầm cúa rất nhiều khán giả yêu thích bài hát này. Là một người phụ nữ đầu tiên bây giờ làn du miền tài rất bó đàn phong cầm chiêm quân đội tháo khí tốt nghiệp khoa nhạc Phạm Thanh Bình tổng thúc bằng với tài chất làn biển tổ khóa phong cầm trong sự nghiệp của mình. Trâm Úc Khang chấu công Phạm Thanh Bình bài dồn bình diễn Trâm Úc Biển Bắc này bếp đáng trắng. Trâm Úc hết nghỉ trở kháng biển làn du biển Hà Thành lên túc huy chương nhàn bẹ. Biển bó phong cẩm chói nhất kháng chất trên trúc bái chết triệu. Đa số ngày xưa ấy là các ông nam. Buồn chấm lù khôi bếp không phải biển trắng biển bó phong cẩm vầy bếp nái non đàn hát để đồng bên hy. Giờ trong có làn biển tề chết nhâu miền nên chiếc bó tiêu ác cờ điều đại bất thành bình thanh bình dép béo với danh về nhạc sĩ kêu bích giáo nắp quần đàn nay năm anh em trên một chiếc xe tăng như năm bông hoa nở cùng mồ côi ca khúc hát tiểu dung bia bu miền trong trận năm tri tăng khác này này biết hát trận tiểu dung bệnh kiểu trời dồn kết trong các làn biển chiến sĩ trong úc hồi bó trắng năm đàn chuồng cứu làn nhạc công mấy trí tò mài giai điệu cổ gầy dòng bách ánh có mình năm vắng mài trắng âm sắc dơm dệt dàn hợp xướng. Thời gian trôi đi dì hên miền quế tiểu tráng dòng bếp mài miền nghệ sĩ vận bài căn non về tàu chiều nay giai điệu căn bút non phong cầm căn đàng tháo trá vẫn sẽ hát bài khá lún mái chơi mài diêm có tiểu dung biết dòng ghép mài com vầy bếp tiểu ói cứu ham tháo.